Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với TopKVN. Trong cái video ngày hôm nay, thời điểm cuối của tháng 6 đầu tháng 7 năm 2022 này, TopKVN muốn giới thiệu đến quý chị các bạn một cái dòng xe sedan trong phân khúc cỡ C của bên nhà MG, đó là mẫu xe MG5. Chiếc xe hiện tại đang có cái tầm tiền thấp bậc nhất ở cái phân khúc cỡ C này. Hiện tại thì MG5 đang được phân phối với hai phiên bản, đó là phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản Luxury. Đây là một dòng xe sedan ở phân khúc cỡ C sẽ cạnh tranh với những cái dòng xe ví dụ như là Kia K3, ví dụ như là Mazda 3, ví dụ như là Hyundai Elantra hay là Toyota Corolla Altis. Nhưng mà cái tầm tiền của MG5 thì thấp nhất ở cái phân khúc sedan cỡ C này. Và cái tầm tiền của cái dòng xe này nó cũng chỉ ngang với những cái dòng xe sedan trong phân khúc cỡ B, ví dụ như là Toyota Vios hay là Hyundai Accent hay là Honda City, quý chị các bạn ạ. Với MG5 thì chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn, đó là phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản Luxury. Với phiên bản tiêu chuẩn thì hiện tại đang có những cái chương trình khuyến mại kể cả về tiền mặt, về phụ kiện mà các bạn hoàn toàn có thể lấy được ngay xe. Khi mà trong những cái ngày vừa qua MG5 phiên bản tiêu chuẩn được ra mắt và giới thiệu, nó sẽ cạnh tranh cái tầm tiền nhé, mình đang nói là cái tầm tiền nhé, nó sẽ chỉ cạnh tranh với những cái dòng xe bản thiếu số tự động của những chiếc xe sedan trong phân khúc cỡ B, ví dụ như là chiếc xe Toyota Vios bản ECVT 3 túi khí hay là Hyundai Accent phiên bản tiêu chuẩn, quý vị các bạn ạ. Cái tầm tiền của MG5 phân khúc cỡ C cũng chỉ ngang với cả chiếc xe sedan cỡ B bản thiếu thôi. Vậy thì chiếc xe này nếu như anh chị nào, khách hàng nào mà chúng ta đang quan tâm về những cái dòng xe cỡ B, cảm giác là chúng ta không thấy rộng rãi thoải mái, thì hoàn toàn MG5 cùng cái tầm tiền như vậy sẽ đáp ứng được cái vấn đề về không gian, về option cực kỳ là đầy đủ so với cả những cái dòng xe ở trong phân khúc, quý chị các bạn nhé. Mình sẽ cập nhật lần lượt, đó là MG5 phiên bản tiêu chuẩn trước. MG5 phiên bản tiêu chuẩn. Bản tiêu chuẩn của MG5 hiện tại đang có mức giá bán là 515 triệu. Và hiện tại chúng ta sẽ đã có chương trình khuyến mại, nếu như các bạn mua trả góp thì chúng ta có thể có phương án, đó là tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, tặng dán phim cách nhiệt, tặng trải sàn da và tặng camera hành trình, quý chị các bạn. Đó là những cái chương trình về quà tặng về bảo hiểm của MG5 phiên bản tiêu chuẩn. Hoặc nếu không các bạn có thể lựa chọn, đó là giảm trực tiếp, giá xe sẽ còn là 509 triệu. Vậy thì sau khi mà trừ đi chương trình khuyến mại như vậy, năm bánh ở tỉnh của MG5 phiên bản tiêu chuẩn là 565 triệu đồng, là ở tỉnh, ở Hà Nội là 594 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 584 triệu đồng, quý chị các bạn nhé. Tỉnh là 565, ở Hà Nội là 594 và thành phố Hồ Chí Minh là 584 với MG5 phiên bản tiêu chuẩn. Nếu như các bạn muốn mua trả góp MG5 phiên bản tiêu chuẩn này thì ở tỉnh tối thiểu các bạn cần chuẩn bị là 156 triệu, ở Hà Nội là 187 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 177 triệu đồng. Số tiền cần chuẩn bị tối thiểu để lăn bánh được phiên bản MG5 phiên bản tiêu chuẩn: tỉnh 156, Hà Nội là 187 và thành phố Hồ Chí Minh là 177. Mức giá là 509 triệu thì đúng là nó sẽ bằng với cả chiếc xe Toyota Vios bản ECVT. Vios bản ECVT còn cao hơn cái mức giá bán như này. Còn nó sẽ bằng với cả chiếc xe Hyundai Accent phiên bản tiêu chuẩn. Hyundai Accent phiên bản tiêu chuẩn hiện tại đang có mức giá bán là 505 triệu. Có đại lý bán là 501 triệu, nó sẽ tùy từng đại lý. Nói tóm lại là nếu như chúng ta không muốn phiên bản tiêu chuẩn của phân khúc sedan cỡ B thì có thể lựa chọn về MG5 phiên bản tiêu chuẩn của phân khúc cỡ C này. Đó là phiên bản tiêu chuẩn. Tiếp theo nữa là một cái phiên bản nữa, đó là phiên bản Luxury, hay còn gọi là phiên bản đầy đủ hơn, với mức giá bán là 579 triệu của MG5. Phiên bản này được trang bị rất nhiều những cái tính năng option, từ tính năng an toàn cho đến tính năng tiện ích, từ camera 360, cảnh báo điểm mù, cảm biến áp suất lốp, rồi những cái tính năng an toàn ví dụ như là cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo va chạm phía sau, cảnh báo chuyển làn, quý chị các bạn ạ. Đó là những cái tính năng rất là đầy đủ của một chiếc xe sedan cỡ C, nhưng mà tầm tiền thì là cỡ B. Với mức giá là 579 triệu thì lăn bánh ở tỉnh của chiếc xe MG5 Luxury là 641 triệu, ở Hà Nội là 671 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 659 triệu đồng, quý chị ạ. Tỉnh là 641, Hà Nội là 671, thành phố Hồ Chí Minh là 659. Phương án trả góp MG5 Luxury ở tỉnh tối thiểu cần chuẩn bị số tiền 186 triệu, Hà Nội là 216 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 204 triệu đồng, anh chị nhé. Tỉnh 186, Hà Nội 216 và thành phố Hồ Chí Minh là 204. Chương trình về quà tặng khuyến mại của MG5 Luxury sẽ bao gồm phim sàn, dán phim cách nhiệt, trải sàn da và cam hành trình. Và cái mức giá này sẽ vẫn còn linh động với phiên bản Luxury này,
phiên bản này thì sẽ bằng với những chiếc xe bản đầy đủ của sedan cơ B, ví dụ Vios bản G hay là Honda City bản RS, hoặc là chiếc xe Hyundai Accent phiên bản đặc biệt. Accent bản đặc biệt thì thấp hơn một chút so với cái mức giá này. Đó là về một chiếc xe ở trong cái phân khúc cỡ C, sedan cỡ C rẻ bậc nhất rồi, chắc chắn là rẻ bậc nhất rồi, mà trong cái video ngày hôm nay Top Car VN muốn giới thiệu đến quý chị các bạn trong cái dịp cuối tháng 6 đầu tháng 7. Nếu anh chị chúng ta quan tâm đang có kế hoạch mua xe thì MG5 rất đáng để mọi người có thể là quan tâm và lựa chọn. Nếu chúng ta có nhu cầu lái thử thì hãy đến tất cả các đại lý showroom của bên nhà MG, chúng ta sẽ xem xe trực tiếp, xem những cái option trang bị cho chiếc xe này có đáng để các bạn bỏ tiền ra hay không. Đó, và cái tầm tiền khi mà được trang bị như này có đáng để chúng ta lựa chọn về cái dòng xe này hay không. Và cuối cùng, nếu chúng ta quan tâm thì ngay bên dưới góc trái màn hình này là số hotline của bên đại lý của bên MG. Ở miền Bắc thì bạn hay gọi cho ở miền Bắc, ở miền Nam thì các bạn hay gọi ở miền Nam, để có thể nhận những cái chương trình báo giá tốt nhất tại thời điểm mà chúng ta làm hợp đồng và đặt cọc, cũng như là chương trình khuyến mại về quà tặng tăng cường thêm quý chị các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau của Top Car VN. Xin chào.